không chạy nhanh tao không muốn trốn ở đây đâu. Mà chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Đi từ từ. Báo cáo xong ạ. Bọn người đã gơi đâu mà xong. Em mang lên cấp lại. Em ở đây nhá. Ủa? Đây là cứu mẹ nữ chưa? Kinh chán hả? Kinh chán hả? Kinh chán hả? Nếu mà cô gái khác thì em nghĩ là đấy là con tim. Còn đây là đối với em, khi em lên em thấy vỏ cũng cảm giác là đây là món quà. Đó. Em nghĩ là ôi đây tạo bất ngờ cho mình, nhưng mà phải làm trong nhiệm vụ thôi, đã chẳng bị tiếc. Nhưng mà hóa ra là em, việc của em là ngay đó luôn, em quên luôn, em quên mất tiêu luôn. Đi. Mà không chạy nhanh tao không muốn trốn ở đây đâu. Mà chạy nhanh lên. Đi từ từ. Báo cáo xong ạ. Bọn người đã gơi đâu mà xong. Đi từ từ. Xong rồi, giờ gỡ thôi. Em mang lên cấp lại. Để gì chết lắm bây giờ. Thầy ăn lên. Trời ơi, không tin nổi luôn. Mọi người biết mình chạy vô cái nhà đó mà vẫn tháo trái bơm ra rồi quăng vô trong nhà. Trời ơi, tàn ác vậy. Tại sao không quăng qua khu vực rừng hay như thế nào đi? Trồng đen cái gì vậy? Anh trồng đen cái gì vậy? Chạy nắng rồi đúng hả? Sao đen? Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media. TV 360, xem theo cách của bạn. Nhất tăng lực Appen, năng lượng chuẩn xác.